Bây giờ là em xào xong rồi là bắt đầu là đã chín rồi. Dạ đúng. Wow. Hấp dẫn quá cô chú anh chị và các bạn ơi. 8 con. Lấy cái chảo khác xào quả thích mỡ vô thôi. Bởi vì nãy là chào cô chú chị và các bạn nha. Đến với video tiếp theo của Cuộc Sống Sài Gòn TV về ẩm thực đường phố Sài Gòn. Hiện tại là hôm nay Cuộc Sống Sài Gòn TV á, em đang đứng trên cái đường Phạm Hùng nè cô chú anh chị và các bạn. Hướng đây về cầu Chánh Hưng nha cô chú, cũng như là cầu Nguyễn Tri Phương. Đó. Thì em đi ngang qua đây thì em thấy một cái xe tôm tích, tôm bọ ngựa cũng như là lẩu Johnny Mini 39k. Đó, hôm nay giới thiệu đến quý cô chú anh chị và các bạn món lẩu nha. Cũng như là mình thấy cái tôm bò ngựa nè, nhìn hấp dẫn lắm. Nên là quyết định ghé vào chia sẻ đến quý cô chú anh chị và các bạn. Ồ, nhìn rất là những con tôm tích đó các cô chú anh chị và các bạn. Đây là tôm hụt nè. Rồi. Tôm tích nè. Nhìn cái tủ trưng bày cũng khá là hấp dẫn. Hello em gái. Dạ chào anh ạ. Ừ. Ủa cái tôm này là mình bán như thế nào với em gái ơi? Dạ cái này là tôm hùm mà. À tôm hùm mà. Dạ, tôm hùm thì bán là lạng 75 ngàn lạng là 750 một ký á. 750 một ký hả em? Dạ. Tức là 750 là mình chế biến ra những cái món ăn hay là sao? Dạ có cháy tỏi, răng me, răng muối, tứ xuyên là làm miễn phí. À, như là sốt hàng kim với nước phô mai thì phụ thu 20 ngàn một con. Cái thời gian mình bán là từ mấy giờ tới mấy giờ em gái hả? Dạ em bán từ 2:30 cho đến 9:30 ạ. À 2:30 đến 9:30. Dạ. Hiện tại là anh thấy tôm tích nè. Dạ. Ôi nhiều quá hả? Dạ. Em ở đây đủ loại tôm tích à? À đủ loại tôm tích à? Dạ đúng rồi. Mình có thể mở ra anh coi thử em. Được. Sợ rùi nó vô. À. Rồi. Đủ loại tôm tích hết rồi em gái. Dạ. Giống như là tôm tích này là như thế nào em ha? Cái này là tôm tích size bự nhất á là 65 ngàn một lạng, 650 một ký á. À. Dạ. Tức là chế biến mình chế biến cho khách luôn á hả? Dạ đúng là rồi. Như thế nào? Thì cái này là em cắt ra, em lột vỏ rồi em mới chế biến. À. À chế biến cũng cháy tỏi, răng me, răng muối, tứ xuyên rồi làm miễn phí, số hàng kim phụ thu 20 à. À dạ hả em. Dạ. Cái thời gian cái này là loại thịt thôi. Còn cái thời gian mình bán là từ mấy giờ tới mấy giờ em ạ? Dạ cũng là từ 2:30 đến 9:30 à. À từ 2:30 tức là 14 giờ đó. Dạ. Đến 21 giờ, 21 dạ. giờ 30. Dạ. Còn ở dưới này cái loại nhỏ là như thế nào em? Dạ cái này là cũng là thịt nhưng mà size nhỏ hơn, là cái này là 45 ngàn lạng, lớn hơn xíu thì 49 ngàn lạng. Hôm nay nhỏ nhất là 39 ngàn lạng. À nhỏ nhất là phía bên này hả em? Dạ, bên là 39 ngàn hả? Dạ, bên trong đây là 39. Có ở trên đây là loại có gạch thôi, có gạch thì 62 ngàn. À ở trên này là có gạch luôn. Dạ đúng rồi. À. Có gạch nhưng mà cũng có con đầy con yếu, nhưng mà là bao ăn á, gạch bao ăn luôn hả em gái? Ở đây là cái nào cũng bao ăn hết á, con nào ớt thì em đổi một đổi một á. À, dạ. Ngoài ra thì mình thấy em trên cái bảng là có lẩu 39k đó. Dạ. À, mình bán lẩu 39k nữa hả em? Dạ, cái đó em bán kèm thêm lẩu mini một người thôi. À, đó là lẩu mini một người. Dạ, nè em có menu. Ồ, mình có menu. Dạ. Đây cô chú anh chị và các bạn ơi. Menu lẩu. Thấy là lẩu mini 39k nè, lẩu bò, hột gà, tứ xuyên là 49k. Dạ. À, lẩu ghẹ là 59k. À lẩu ghẹ là có con ghẹ nữa hả? Dạ đúng rồi. Lẩu bào ngư là 59k. Dạ. Ồ. Thì hôm nay Cuộc Sống Sài Gòn TV á, mình đi ngang qua đây á thì tình cờ mình phát hiện ra cái món lẩu Johnny nha cô chú anh chị và các bạn, một cái địa chỉ. Cái địa chỉ của chúng ta đó là ở đây là 354 Phạm Hùng. À 354 Phạm Hùng em. Phường 5 quận 8 ạ. À. Phường 5 quận 8 354. À. Đây, địa chỉ đây này cô chú anh chị. Có số điện thoại dưới. Ủa cái này mình thấy để số điện thoại đó là mình liên hệ mình ship hay là sao em gái? Dạ đúng rồi, thường ở đây em cũng có giao hàng nhưng mà ví dụ nhân viên của quán đi giao á thì là miễn phí. À. Còn mà đông quá thì em book ship. Khách cũng gọi đến thì mình book Gojek hoặc là Grab gì đó mình giao cho khách thì phí ship. Phí ship thì tùy theo ví dụ khách đặt nhiều cả ký trở lên á thì em hỗ trợ 50%. À dạ hả? Dạ. Là trong nội ô của thành phố thôi anh em ạ. Dạ đúng rồi. Dạ. Ồ nhìn rất là hấp dẫn luôn. Đây là dạ.
Hôm nay cuộc sống Sài Gòn TV ghé ngang qua đây, đi ngang qua đây á, cô chú anh chị đây đường Phạm Hùng nè, cái kia là ngã tư Tạ Quang Bưởi nè, thì cũng rất là dễ luôn. Đó, thì ở đây á, thì nếu mà cô chú anh chị và các bạn mình đi ra, thì bây giờ mình đi ăn lẩu mini, hôm nay mình đang ăn lẩu mini nha. Đó, em làm cho anh một cái lẩu mini đi. Ừ. Dạ. Ăn tôm luôn không anh? Ừ. Rồi lấy anh lẩu cái lẩu mini đi. Tôi lấy anh hai con tôm. Dạ, em rồi. Hai con tôm em chế biến thử là cái món gì mà ngon nhất á. Dạ. Hôm nay mời cô chú anh chị và các bạn đổi món nha. Nếu mà có dịp đi ngang qua đường Phạm Hùng thì quý cô chú anh chị thưởng thức món lẩu mini nè. Mình thấy nãy món lẩu mini á, em để dạ, menu nhiều loại giá khác nhau, 39 rất là bình dân. Lẩu bò hột gà tứ xuyên là 49, rồi tôm lẩu bầu ngư 59 nè. Tôm bún hay là thanh cua là thêm. Dạ đúng rồi, mấy cái đó thì topping mình kêu thêm. À giá hả em. Dạ. À đây. À, lẩu mình nấu trong cái nồi này luôn á hả? Dạ đúng rồi, lẩu mini là mình ăn bắt cái lò nhỏ. À, cái nồi có mấy cái đế nhỏ đó. Hôm nay mời cô chú anh chị và các bạn mấy bữa nay quay sầu riêng nhiều quá rồi, cũng như là một số món ăn đường phố, thì hôm nay là đi ngang qua đường khu vực quận 8 nên là chia sẻ đến cho quý cô chú anh chị và các bạn thêm một món lẩu mini. Nếu mà mình cũng như là tôm tích nè, cái đây là gọi là tôm tích đó. Dạ đúng rồi, tôm tích. Nếu chính là nói là tôm tích, cái này là em lột ra luôn rồi nè, đúng không? Dạ cái này là size nhỏ, lột rồi, thì cái này là 100.000 một phần mà. À 100.000 một phần hả? Thì em lúc em chế biến em cũng lột giống vậy á. À em chế biến ra là em cũng lột vậy luôn phải không? Dạ đúng rồi. Cái này là tôm hùm. Tôm hùm 100, nếu mà hấp rồi thì 170 con. À. Dạ còn chưa hấp thì tính là 750 ký, một ký cũng tầm 3 con. Hấp rồi là 170 một con. Dạ tại nó nhỏ. Sai nó nhỏ cũng cân ký hết rồi. Cũng cân ký hết luôn đó em. Để mình hấp để mình chưng á. Dạ đúng rồi. Rồi. Okay. Giá nó cũng vậy à. À đây là cái lẩu mini của Cuộc Sống Sài Gòn TV nè. Mời quý cô chú anh chị và các bạn ăn lẩu mini nha. À tất cả đều mình bỏ hết vô trong này luôn em hả? Dạ đúng rồi, mình bỏ hết vô trong đó luôn. Ồ, thì tôm tích rất là hấp dẫn luôn đó nha. Tôm tích rất là to luôn á. Tôm tích khổng lồ. Dạ. Cái này là ở biển nào em? Tôm tích đó anh, nó có theo mùa. Theo mùa hả? Dạ. Nhiều khi nó ở Cần Giờ cũng có nè, Cà Mau cũng có, Kiên Giang cũng có. Tùy theo mùa mình lấy thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Đây em làm cái lẩu đây, cái lẩu cho mình đây. Cái lẩu này là bao nhiêu tiền em? 39k anh. 39k hả? À thường là lẩu mini vậy là 39k. Rồi ok. Hôm nay mình ăn cái lẩu mini 39k nha. Để cho cô chú anh chị và các bạn thấy là ví dụ như là một cái buổi chiều á, mình đi làm về hoặc là mình đi ngang qua thì mình có thể là mình ghé mình thưởng thức đó như thế nào. Rồi. Đây là đủ nguyên liệu nó rồi đúng không em? Dạ đúng rồi, bây giờ em múc nước vô thôi. À múc nước vô thôi đúng không? Đúng rồi. Để thế này. Rồi đi ra. Trong cái quán cũng nhỏ nhỏ xinh xinh nè, cô dạ, chú chị và các bạn. Đó thấy không? Của hai bạn. Để hỏi anh. Là tôm tích trái tỏi Hồng Kông, tôm hùm răng me. Anh ơi, ở đây có hai loại nước lẩu, một cái là Thái, một cái là tứ xuyên, anh muốn lấy loại nước lẩu. Lấy tứ xuyên đi. Dạ. Lấy tứ xuyên em. Ê quên, nó lột cái này ra giùm. Ồ còn cái này là gì đây? Tép mỡ hả? À, cái này, cái này cũng là tép mỡ này, tép mỡ da này, tép mỡ thịt. À. Cái đó để mình làm tôm tích, lát hồi em làm. À, cái tép mỡ là rê bỏ tôm tích à? Trái tỏi thường, trái tỏi. Hả? Dạ, trái tỏi có tép mỡ. Trái tỏi, răng me với lại tứ xuyên đều có tép mỡ hết. Ồ, cái đó là nước sốt nó hả em? Dạ, sốt tứ xuyên. À, nước sốt đặc biệt của quán. Đó, xong rồi em múc nước lẩu bỏ vô nè. Dạ đúng rồi. Nước lẩu em nấu bằng bắp. Bằng xương gà hả? Xương gà hả? Dạ, là bằng thịt gà. Nấu nói chung là phải hầm bằng xương nó mới ngọt. À, tức là em hầm bằng xương gà hả chị? Dạ.
Hôm nay Cuộc Sống Sài Gòn TV mời cô chú anh chị và các bạn thưởng thức cùng với em nha. Bây giờ là ăn tối, ăn bao nhiêu đây xong rồi chập nó về là khỏi ăn cơm bà nấu luôn ấy. Rồi, bỏ thêm một bắp nữa đây em. Dạ đúng rồi, bắp cho nó ngọt. Rồi, ok em. Làm một cái đế đi. Anh ngồi chỗ đây đi. Anh ngồi đâu? Ra ra ngoài đây ngồi sáng à? Sáng không? Ngồi đó xe. Hay để em bắt bạn đây cho. Ở đây là chỗ sáng. Rồi. Đây khách đang được xuất của tôi sẽ. Mình thấy là có giao hàng tận nơi nè, cô chú anh chị và các bạn nhìn thấy không? Ừ. Tôm tích nè cô chú anh chị. Cái này là trái tỏi đúng không em? Dạ đúng rồi. Bạn nói là ở đây là món trái tỏi của bạn là đặc trưng. Bởi vì mình cái lẩu nữa nên là mình chỉ kêu đặc trưng vài con để bạn làm thôi nha cô chú. Để mình review, giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn. Đặc biệt con tôm tích này rất là to luôn. Nó có nhiều size đó hả? Hả? Nó có nhiều size. Nó có nhiều size phải không? Size dạ. Đó, size kia là size khủng á. Dạ đúng rồi. Ở bên đây là chiên gì? Cái đó là sốt hàng kim á. Con bỏ vô này cô chú chị. Chụp lên. Wow, hấp dẫn không? Đây, lửa lớn đây. Khách vô là kêu món này là nhiều nhất hả em? Dạ, trái tỏi khách ăn nhiều đó. Trái tỏi là khách ăn nhiều hả? Dạ, nó dễ ăn á. Ồ, còn phía bên này nè cô chú. Bên này là làm sốt hoàng kim à. Sốt hành hoàng kim. À, sốt hoàng kim. Dạ. Cái đó có bắp. Ở đây thì có tép mỡ. Có tép mỡ. Hôm nay Cuộc Sống Sài Gòn TV giới thiệu cho quý cô chú anh chị và thêm một cái địa điểm về ẩm thực đường phố nha. Tại khu vực quận 8. Nếu có dịp mình đi ngang qua đây thì mình ghé mình thưởng thức. Em có ship online luôn á. Trong mỗi video thì Cuộc Sống Sài Gòn TV sẽ để cái số điện thoại, địa chỉ và cái thời gian bán phía dưới tính từ viên của chú chị và các bạn. Đó tóp mỡ hả em? Dạ em bỏ tóp mỡ vô hả? Dạ đúng rồi em bỏ tóp mỡ vô. Ồ món này mà nhậu lai rai cũng hấp dẫn lắm á nha. Dạ đúng rồi đó. Đó chị bán cái này em. Dạ. Đại xíu đại xíu. Không. Rồi. Cái ca chảo. Đúng rồi. Làm sao mà bỏ vô trong đó phải không? Dạ đúng rồi, thường khách ăn ở lại là vậy. Sao mà em bỏ vô trong cái chỗ cái ghế bàn này của chú anh chị và các bạn. Bàn gì hấp dẫn quá. Thơm phức luôn á. Cái này là chị cắt sẵn là lấy luôn không? 39 á, tại vì nhiều khi khách đông quá cắt để chứ không phải gì á, cũng là cân hết rồi, cũng là 100.000 á. Trái tỏi. Có khách tới nè, cô chú anh chị. Rồi, có khách tới mua làm món này cho khách. Cái đó nước sốt gì đó em? Qua kim hả? Rồi. Hai.
bỏ thêm nước ha. Giờ làm liền, làm cái kia ra chảo là làm liền. Có đi đâu không? Đi vòng quay lại. À, cái phần này là mình chiên ra rồi hả em? Dạ đúng rồi, đó là xong rồi đó, cháy tỏi xong rồi đó. Cháy tỏi xong rồi hả? Dạ. Những cái tóc mỡ đó cũng hấp dẫn nè, mình bỏ thêm phía sau nghe nữa không? Dạ đúng rồi, thử. Rất là tuyệt vời. Như là phần này là bao nhiêu em gái nha? Dạ cái này là, hai con này là 1 lạng 7 à. 1 lạng 7? Dạ. Là bao nhiêu tiền? Dạ 1 lạng 7 nhân 65 mà. Rồi đâu ạ? Để cho cô chú anh chị và các bạn biết á, 101 ngàn cái phần này nha cô chú anh chị và các bạn. Rồi sốt hoàng kim mà nó có bắp nữa, nhìn thơm lắm. Cảm ơn. Cái này là chập nước mình có bỏ lên những gì lên thêm nữa không? Không ạ, như cái này là ok rồi đúng không? Mình kêu tượng trưng thôi nha cô chú, để mình review thôi. Chứ còn cái lẩu nè, với cái này nữa mình ăn không hết đâu. Đó. Cái số đó chập nước mình sẽ review rồi. Đây là bản làm một cái phần này cho khách nè. Như cái phần đấy là bao nhiêu em ha? 100 ngàn. 100 ngàn á hả? Wow. 100 ngàn tôm tích này cô chú. Cái đây là cái phần đã lột ra rồi nè cô chú anh chị và các bạn. Ồ, quá hấp dẫn luôn. Cháy tỏi. Cái đây là tôm tích nhỏ phải không? Ồ. Cái đây là khách ăn cái gì đó? Cũng cháy tỏi luôn hả? Ồ, lột ra rất là nhiều thịt luôn nha. Đây là phần 100 ngàn. Cho khách. Rồi, đó, bỏ xíu mỡ. Thêm ít bơ, nhìn hấp dẫn không cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay cuộc sống Sài Gòn TV thay đổi món một xíu, giới thiệu đến quý cô chú anh chị và các bạn một cái địa chỉ về ẩm thực về tôm tích nha. À, tôm tích cũng như là lẩu, tôm tích hay còn gọi là tôm bò ngựa hả? À, đó là nước gì đó em? À, nước hầm hạt. À, đây là bạn đang làm trái tỏi cho khách. Ồ, sâu đó. Thêm tóp mỡ nè em. Tóp mỡ thì giòn. Dạ. Tóp mỡ ở đây không có bán, có tặng thêm thôi ạ. À, có tặng thêm thôi chứ không bán hả em gái? Dạ. À, em gái là nói tóp mỡ là chỉ có tặng thêm thôi chứ không có bán nha cô chú anh chị và các bạn. Đó, đây là một phần 100 ngàn nè cô chú. Bây giờ là em xào xong rồi là bắt đầu là đã chín rồi. Dạ đúng. Hấp dẫn quá cô chú anh chị và các bạn ơi. 8 con. Lấy cái chảo khác xào quả tóp mỡ vô thôi. Có gì nãy làm sao. Hiện tại là em đang đứng tại địa chỉ là 354 nè, Phạm Hùng,
phường 5 quận 8 nha cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay á, thì hôm nay là tình mình nhờ chủ quán quay giùm luôn. Đó. Thì tới đây thì mình đi ngang qua thì mình phát hiện ra một cái quán này. Cái quán đó là lẩu Johnny. Lẩu Johnny 39k nè. Đó, đặc biệt là mình kêu cái món này. Trời ơi, quá hấp dẫn luôn. Cháy tỏi nha, tôm tích cháy tỏi. Đặc biệt nè. Cô chú anh chị và các bạn coi con tôm nè, nó to và cá lửa luôn. Cái này là em lột ra luôn rồi. Nè, lột ra mà coi lượng thịt nè. Đó. Cái món này là món mình làm món trái tỏi đúng không em gái? Dạ đúng rồi ạ. À, món này là món trái tỏi. Thôi mình thưởng thức trước cái tỏi trước đi. Để coi cái hương vị ra sao. Đây. Mời cô chú anh chị và quá hấp dẫn luôn. À. Lớp mỡ rất là giòn. Có tỏi á. Em làm rất là thấm luôn, rất là thấm, rất là ngon luôn cô chú anh chị. Ăn kèm với rau răm nha. Đây cục tỏi đây. Ngoài cái tỏi gì dụng á thì còn có cục tỏi á hả? Quá. Rồi. Em sẽ thử món này nha. Wow. Đã quá cô chú. Bây giờ ăn cái đằng cái phần nào trước đây? Đây cái dưới thịt nè. Rồi mình tráng từ dưới đuôi lên nha. Rồi. Đặc biệt là con tôm tích rất là tươi. Tươi ghê luôn á cô chú. Cái này là không cần nước sốt gì nữa hết, bởi vì ở trong này là nước sốt đã có sẵn rồi. À em có nước chấm nữa. À, dạ hả? Dạ. Ngon quá. Wow. Trời ơi. Đây là tóp mỡ nè, tóp mỡ em nói là chỉ cho thôi, không bán. Dạ. Rồi. Mời cô chú anh chị và các bạn thưởng thức. Mình có khăn lạnh không em? Dạ có ạ. Anh ta cho em xin cái khăn lạnh. Món hải nhãn con tôm tích nè, thịt rất là nhiều luôn. Thứ hai nữa, cô chú anh chị và bạn, nó chén nước chấm rất là ngon. Thịt tươi, rất là tươi luôn. Đặc biệt là em làm á, em ướp á, em ướp với em làm em có gia vị nè, rất là ngon luôn cô chú anh chị và các bạn. À. Wow. Em có chén nước chấm. À đây là chén nước chấm riêng của nó em. Dạ đúng rồi. Ồ, ăn hết tôm rồi bây giờ mới chấm nước chấm nè. còn này mời cô chú anh chị và các bạn đi ăn món tôm tôm tích. Tôm tích rất là to, cải cho con, thịt rất là nhiều luôn á, thịt rất là nhiều luôn cô chú anh chị và các bạn. Ngon quá. Bởi vì cái tay của mình là nãy mình, cái tay của mình nha cái cô chú anh chị không cao hết nha. À. Món thứ hai á thì em xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị và các bạn. Đây. Đầu nãy cái bấm nút đỏ cho em, thấy nút đỏ chạy chưa? Không. Rồi. Đây là món này là món gì em ha? Dạ tôm tích sốt hoàng kim ạ. À, tôm tích sốt hoàng kim. Hoàng kim. Hoàng kim. Hoàng là màu vàng. À, hoàng là màu. Trời ơi. Cái nước sốt nè, để mình thử nước sốt ngon lắm. Wow. Nước sốt ngon lắm, có trứng nữa không em? Dạ trứng muối á. À, nó là trứng muối, phô mai trứng muối. Dạ. Phô mai trứng muối, béo lắm. Wow, ơi. Nhìn cô chú anh chị và các bạn nhìn hấp dẫn không? Ừ.
rất là tươi. Cái này là cái size tôm này thì nó nhỏ hơn. Dạ đúng rồi. Rồi size tôm này nhỏ hơn nha cô chú chị và bạn. Mời cô chú chị và bạn. Ngon lắm. Cái này cái nước sốt này em làm ngon quá. Dạ. Rất là ngon luôn á. Dạ. Nó béo nha cô chú anh chị và các bạn. Đây. Tiếp tục. Em mời cô chú anh chị ăn luôn cái đầu. Lúc đầu video mình có quay có đoạn mà em làm á. Thấm lắm, ngon lắm. Cho nên rất là tuyệt vời. Hiện tại là hai món. Nếu mà quý cô chú anh chị và các bạn có dịp mình đi ngang qua đây, mình ghé mình thưởng thức nha cô chú anh chị. Và món thứ ba đây. Món thứ ba là món này. Món này là món lẩu. Nó bị khét. Nãy để lửa đó, cái cọng máy này không sao hết. Vô. Đây là món lẩu 39k hả em? Dạ 39.000 ạ. 39.000 đây. Ủa anh, nó bị gì vậy? Rồi rồi, đây. Tiếp theo là món lẩu nè cô chú anh chị và các bạn. Đây. Đó, đây 39k. Nhìn cá viên chiên nè. Thanh cua nè. Rồi mấy ớt nè. Mắm nè. Cái này là vị tứ xuyên. Hả? Vị tứ xuyên á, nước lẩu vị tứ xuyên. À có vị tứ xuyên phải không em? Dạ. Cái lẩu vị tứ xuyên phải không? Dạ. Ngoài ra là mình bán là vị tứ xuyên và vị vị lẩu Thái. Vị lẩu Thái không? Dạ. À ồ, cái này là cục gì đây em? Bánh xếp à anh. À bánh xếp à? Dạ. Rồi, em nè. Có thể là mình ăn bữa mì gói hoặc là bún nha. Thôi bây giờ mình em thưởng thức trước cái nước lẩu đi. Đây, nước lẩu. Nói chung là nếu mà một người vô ăn một cái phần này á thì là no. Thêm một cái này là bao gồm là một phần mì bún nữa là 39. Dạ đúng rồi. À 39 là bao gồm phần bún rồi nữa không em? Dạ đúng rồi. Một phần mì hoặc một phần bún. Nước lẩu vị tứ xuyên đậm đà, nước lẩu rất là đậm đà, ngon. Không biết nữa. Ngon quá. Cái này là lẩu này là mình không chấm gì hết các em, hay là với muối này thôi? Dạ đúng rồi, chấm với muối xanh. Muối này thôi phải không? Đây, đây là viên thanh cua này cô chú. Ôi đã không? Quá đã. Em mời cô chú anh chị nha. Thanh cua rất là mềm, ngon, thơm. Rau muống nè. À, bánh xếp đi, đang bánh xếp đi. À. Đây bánh xếp mới đi. Trong này có thịt đó. Dạ đúng rồi, nó có thịt. Rất là tuyệt vời. Để hôm nay cuộc sống Sài Gòn TV á. Đi ngang qua đường Phạm Hùng thì tại địa chỉ là 354 Phạm Hùng nha cô chú anh chị và các bạn. Nhắc lại 354 Phạm Hùng thì phường 5 quận 8 thì tại đây á thì có một cái quán lẩu là lẩu Johnny, cũng như là món chính của quán á, là món tôm bọ ngựa à, hay là tôm tích tôm hùm nha cô chú anh chị và các bạn. Nếu có dịp đi ngang qua đây thì cô chú anh chị và các bạn ghé thưởng thức
ngọt rất là ngon, hương vị em làm đặc biệt là hai cái món tôm phía trước, cái tôm nãy hai bạn làm, đó, mình giới thiệu rất là hấp dẫn. Một là trái tỏi, hai là món sốt hoàng kim. Sốt hoàng kim rất là ngon luôn. Đó. Rồi trong mỗi video thì Cuộc Sống Sài Gòn TV đều để số điện thoại, thời gian bán, địa chỉ ở bên dưới trong phần mô tả. Trong quá trình quay video thì em cũng có chia sẻ địa chỉ, thì nếu có dịp đi ngang qua đây thì quý cô chú anh chị và các bạn ghé thưởng thức nha. Bye bye, hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo của Cuộc Sống Sài Gòn TV. Ok, cảm ơn em gái. Dạ. Mời anh thưởng thức tiếp. Họ thì khách mua bên ngoài đâu, tôi có chị. Khách đến đây khách đến đây thường mua về hoặc là ngồi tại chỗ theo cô chú anh chị và các bạn. Thì khách đây làm món gì đấy em? Dạ, cái này là khách trái tỏi. À, khách trái tỏi hả? Cái này là ba con là 330. À, ba con là 330 hả? 214.000, 303, 214. Dạ, 214.000. Tôm ở đây rất là tươi, tôm tích ra đây tươi lắm. À, làm con nhỏ nữa hả? Dạ, cái này là gạch à. Đó. À, tôm tích đó là tôm gạch đó em. Dạ. Gạch là mới nãy sốt thằng kim đó. À. Đó. Cái này là 160g, 99.000. Đó, làm cho chị khách đó. Ông ăn trái tỏi nhiều ta hả? Gái lái cho cách rồi. Đây. À, cách đó nó là làm món gì đó em? Trái tỏi luôn. Trái tỏi luôn hả? Đây để mình chụp cái tủ cho cô chú chị. Đó. Đứng gần bếp lửa tót một hồi.